Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô nguyệt quế nha, nguyệt quế hàng thành phẩm thuần chậu nha cô chú anh chị. Hôm nay em giao lưu lẻ lại cho cô chú anh chị mình chơi ha. Thì cái này em báo trước với cô chú anh chị mình ha, tại vì cây tàn nó vận chuyển hơi khó thì nó có thể là nó đi hơi chậm nha cô chú anh chị. Nhưng mà hàng này á thì em sẽ tưới nước, em vô sơ dừa ủ ẩm để cho cái cây của mình nó không bị xuống. Tại vì hàng thuần chậu á, cây nó rất là ổn định rồi. Đó. Cô chú anh chị mình á, nhớ nhận hàng giúp em ha. Nhưng mà em báo trước với cô chú anh chị mình, hàng này á cô chú anh chị mình ha đặt cọc em thì em mới chuyển cây nha cô chú anh chị. Và em giao lưu bữa nay ha, thì có thể là 2 3 bữa sau á, khi nào mà em cưa cây được á, em đóng khung em gửi cho cô chú anh chị mình á, cô chú anh chị mình yên tâm á, tại vì em giao lưu trước á để không cận Tết á, cận Tết quá giao lưu về cô chú anh chị mình không kịp cây nha cô chú anh chị. Đó, em cưa cây thì 2 3 bữa nữa cây cây gỗ á nó mới về thì em mới đóng khung trước được cho cô chú anh chị mình. Ở nay giao lưu với cô chú anh chị mình 6 cây ha, 6 cây mini trước nha cô chú anh chị. Đó, thì cô chú anh chị mình cứ đăng ký kênh hoặc là đăng ký số Zalo em là 0363579057 ha, để mình có thể theo dõi mình mua những cái cây đẹp ha. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Rồi hôm nay mình vô cái clip hôm nay luôn. Vô cây đầu tiên luôn cô chú anh chị ơi. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm hàng thành phẩm, cây khỏe mạnh nha cô chú anh chị. Khỏe mạnh, tàn là mịn hết trơn ha, tàn rất là đều đẹp, cây này là không bể không bọng gì nha cô chú anh chị. Cái mặt cắt của nó thì ok ha, nó đây là nó 2 4 chi nha. Cái đầu mặt cắt cái đầu này là nuôi 4 chi nha cô chú anh chị, 4 chi đều hết trơn. Đây thì cái mặt cắt cũ đây nè, đây nó có cái mặt cắt cũ bằng cái ngón ngón chân cái của mình nè, không sao ha. Cây này tàn cực kỳ đẹp, hàng thuần chậu nha cô chú anh chị mình thì yên tâm ha. 29 hoành, hoành 29 nha cô chú anh chị. Kính bầu là 38. Kính bầu 38 ha, về mình vô chậu cỡ 42 tới 45 cũng được nha cô chú anh chị. Chiều cao là 60 ha, cây này tàn cao chỉ 60 thôi. Đó, tàn ngang là 65 nha cô chú anh chị. Đó, chiều dài cái tàn là 65 thôi. Nè, em quay chậm chậm cho cô chú anh chị mình xem ha, cái đường thân này nha cô chú anh chị, đường thân cực kỳ đẹp ha. Đó. Cây tàn cực kỳ đẹp luôn. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Đó, cây mã số là cây mã số 1 nha cô chú anh chị, số 1 ha. Đó, số 1. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 thôi. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Đó, và cô chú anh chị nào có thiện chí mua thì mình đặt cọc giúp em ha. Đó, mấy cây tàn này cọc thì em mới đi cây nha cô chú anh chị. Đó. Và cô chú anh chị mình cũng đợi em vài ngày ha, cọc xong đợi em vài ngày để em đi cưa cây á, tại vì cỡ này á chạy cưa nó cũng kẹt dữ lắm cô chú anh chị ơi. Hẹn em 2 3 bữa mới có cây ha, thì cô chú anh chị mình cũng chờ em một vài bữa em mới ship ha. Rồi tiếp theo cây số 2 luôn. Thôi tiếp theo ha, cây mã số là số 2 nha cô chú anh chị, mã số 2 ha. Cô chú anh chị mình thấy cái tàn cực kỳ đẹp nha, tàn tròn đều tàn kính nha cô chú anh chị. Hàng thuần chậu nha, ra cô chú anh chị mình yên tâm, cây này là ổn định cây lắm. Quay cho cô chú anh chị mình nè, rễ cám nó ăn nè ha, nó ăn lủng cái bao luôn nha cô chú anh chị, rễ cám cực kỳ nhiều nha, rễ cám nè cô chú anh chị mình thấy ha. Đó, cây nào cũng vậy nha. Thì cây này á nó có một cái nhược điểm để em báo cho cô chú anh chị mình ha, là cái cọng rễ này nè nó bị lũa nha,
nhưng mà mạch trên này là vẫn sống nha cô chú anh chị. Đó nè, ở trên đây là nó có chồi ha, nó vẫn sống. Ở trên thì nó không bị bể mạch nào hết ha, nhưng mà nó bị hư cái lũa cọng rễ này. Đó, cọng rễ đó thì nó bị lũa thôi nghe cô chú anh chị. Cọng này thì nó cũng bị lũa nhẹ nữa nè, cọng này nó bị lũa nữa nè ha. Cây có làm sao thì em báo y như vậy cho cô chú anh chị mình ha. Đó, mặt cắt là ok hết ha. Cây này chỉ có một mặt cắt ở trên thôi, cũng được bốn bo nghe, bốn chồi nghe cô chú anh chị. Bốn chồi, ba chồi lớn nè, một chồi nhỏ nó đang đâm chồi lại nè, về mình nuôi cái chồi nhỏ này nữa ha. Bốn chồi cho nó mau liền cái mặt cắt nha. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Đó, tàn cực kỳ đẹp ha, bông rất là thơm. Hoành nè, hoành ngay cái vị trí này nè cô chú anh chị, mình xem cái thước dây giúp em nè, 40 ha, ngay cái cũ nè nghe cô chú anh chị. Đó, ngay cái cổ đế ha, 40, lên trên tí xíu ha, lên trên tới đây là 30 ha, lên tới đây là 30 nè cô chú anh chị. Đó, chiều cao là 55, cao 55 nha. Đó, tàn ngang là 50 thôi, kính bào 40. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm hàng thành phẩm khỏe mạnh nha cô chú anh chị. Này về mình chỉ cần tưới nước đều thôi là ổn định này. Cô chú anh chị nào á mà có kích rễ á thì mình tưới thêm ha, tưới thêm N3M á, cho cây của mình nó cứng hơn ha. Đó, còn bình thường á thì mình tưới nước là ok rồi, cây rất là xanh mượt ha. Rồi cây số 2 nha cô chú anh chị. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000 nha, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình chơi ha. Một cây tàn đều đẹp ha. Đó, rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha, cây mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 đó, một cây cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Số 3 nha, đó, quá trời cây đẹp luôn. Cây này thì nó có bị cái đường lũa ngay chỗ này nha cô chú anh chị, mà nó đang kéo sẹo ha, sẹo nó đang kéo dung hết trơn cô chú anh chị ơi. Cái đường này ha, bằng ngón tay của mình nè, cái đường nó bằng ngón tay của mình ha. Đó, bằng ngón tay. Cây có sao thì em báo vậy cho cô chú anh chị mình ha. Mấy cái nhánh này nè, về cô chú anh chị mình đừng có cắt ha, mình để nguyên đi để nó nuôi cái đường thân này nè, nó kéo sẹo vô đây nha cô chú anh chị ha. À, em chừa hết trơn à ha. Còn mấy cái chi này nè, mấy cái chi này nữa, đây có con chi nè nữa, nuôi cái mặt cắt này ha. Nữa cô chú anh chị mình á, lấy dây mình bẻ nhẹ ra quanh đây ha, bẻ nhẹ quanh đây xíu ha. Đó, tàn tròn đều đẹp. Đó, tiều phu quải tử luôn nha cô chú anh chị. Đó, dáng thú rất là đẹp ha, đế đều đẹp. Thì đế có cọng này nó bị lũa nhẹ ở trên nha, mạch ở dưới vẫn là mạch sống nha cô chú anh chị. Đó, ở trên nó bị lỗi nhẹ. Cây như thế nào thì em báo như thế đó nha. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ cây giúp em ha. Em quay rất là chậm để cho cô chú anh chị mình xem cây nha. Đó, cây có mạch giữ hết, thành ra nó không bị bể nhiều đâu cô chú anh chị ơi. 34 hoành ngay vị trí này nghe cô chú anh chị, 34 hoành. Chiều cao là 72. Tàn ngang này là 77. Tàn ngang là 77 cô chú anh chị ơi. Đó, nguyệt quế lá xoắn bông chùm hàng thành phẩm nha cô chú anh chị, rễ cám rất là nhiều nha cô chú anh chị mình yên tâm. Đó, mấy cây này về rất là dễ chăm sóc, tại vì nó đã sống khỏe rồi, nó là cây sống khỏe rồi, cây thuần chậu rồi. Đó, về mình chỉ cần mình tưới nước đều cho nó thôi. Rồi cây số 3 nha cô chú anh chị, mã số 3. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000, bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. À, rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo cây mã số là số 4 nha cô chú anh chị. Số 4.
cây này đi, ghế cám là phải phải nói luôn cô chú anh chị ơi nè. Em bật cái đế cho cô chú anh chị mình xem ghế cám nè. Ha. Năng nè. Đó, rất là dữ nha cô chú anh chị. Đó, cây cực kỳ tốt, cực kỳ khỏe nha. Đế nè. Cây này đế nè nha cô chú anh chị. Tàn là tàn ấm tàn mịn hết trơn ha. Cây nó cũng đang đâm chồi á. Nè. Thì cái cây này em báo với cô chú anh chị mình ha. Chỗ này nó bị lũa nè, nó bị lũa nhẹ cái mặt chỗ này nha. Đó, bị lũa. Lũa ngay chỗ đó ha, dưới mà cái bệ chỗ này nè. Mấy cái mặt cắt nè cô chú anh chị, nó bị rớt ha. Đó, thành ra nó cũng bị lũa cái khu vực này nha. Em báo với cô chú anh chị mình ha. Lũa khu vực này. Đó. Còn nhiều ok ha. Mặt cắt này thì hai nhánh nè. Đó, mặt cắt. Cái mặt cắt trên này thì nó hai nhánh nha cô chú anh chị. Hai cái nhánh của nó là bằng cái ngón cái của em á. Bằng cái ngón cái cũng khá, nhánh cũng khá là to rồi. Đó, cây ổn định. Cây rất là khỏe mạnh nha. Cây nguyệt quế đã có rễ cám rồi thì rất là ok. Cây nuôi rất là khỏe nha cô chú anh chị. Hoành ngay vị trí này là 34 nè cô chú anh chị ơi. 34 hoành ngay vị trí này nè. Đó. Tước dây nha. Hoành dưới này ha. Hoành ngay cái cổ này là 47 nha cô chú anh chị. Đó cô chú anh chị mình nhìn cái tước dây giúp em ha. Đó. Chiều cao. Chiều cao là 70, cao là 70 ha. Tàn ngang là 50 nha cô chú anh chị. Đó, đường kính mấy cái bầu này là khoảng 40 không mà cô chú anh chị ơi. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Đó. Thì cô chú anh chị mình em có báo chỗ này nó bị lũa cái đường này ha. Đó, lũa nhẹ cái đường này tới đây thôi. Đó, còn mặt bên đây ha, bên đây thì nó bị cũng bị lũa một ít nha cô chú anh chị. Cây có sao em báo vậy ha. Còn trên tàn này là nó chặn hết rồi, mặt nào cũng sống ha. Đó. Rồi cây này cây số 4 nha. Mã số 4. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.400.000. Bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo một cây số 6. Một cây siêu phẩm mini cô chú anh chị ơi. Hàng này là đúng là siêu đẹp luôn à, mã số 6. Cây này hoàn hảo nha cô chú anh chị. Cây này tuyệt đẹp luôn. Đế thú đẹp ha. Đó, đế. À, em cho cô chú anh chị mình coi cái dàn đế trước ha. Đế là đẹp, đế không lỗi cộng nào hết nha cô chú anh chị. À. Thân. Tí thân ha, thân là cũng không lỗi gì luôn nha. Thân ok hết nha. À. Ở trên này cái mặt cắt này là 4 bo nha. Đó, 4 chi. 4 chi là nó kéo liền cái mặt cắt này luôn á cô chú anh chị. 4 chi này cực kỳ đẹp nha. Tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Tàn kính tàn đều nha. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Cây này mini ha, rất là dễ thương ha. Này mình để bàn trà bằng nhỏ gì cũng được nha cô chú anh chị. 30 hoành. Đó. Hoành 30 ha. Trên này tí xíu là 25 nè cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình nhìn thước dây giúp em ha. 25 hoành ngay chỗ này ha. Cao chỉ 50 thôi. Chiều cao là 50. Đó, tàn ngang cũng 50 luôn nha cô chú anh chị. Đường kính cái bầu là 35 nha. Cây này cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó, tuyệt vời luôn. Không lỗi lầm, không bể, không bọng luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây mã số là mã số 6 nha. Mã số 6, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000. Em bao ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. Đó, một cây mini cực kỳ đẹp. Đó, quay chậm chậm cho cô chú anh chị mình xem kỹ lại nè. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha cô chú anh chị. Tàn đều hết rồi. Đó, tàn cực kỳ đều luôn, tàn dày luôn. Quá đẹp luôn nha cô chú anh chị. Không bể không bọng ha. Rồi tiếp theo luôn. Rồi tiếp theo ha cô chú anh chị. Đó, một cây quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi.
tiều phu quải tử nữa nha. Cây cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị mình xem ha. Đây, nó bị lũa cái cọng rễ này ha, cọng rễ này nó chạy lên đây ha, tới cái mạch này nha cô chú anh chị. Ha. Cây có làm sao thì em báo vậy cho cô chú anh chị mình ha. À, nó lên tới trên này luôn nha cô chú anh chị, nó chạy nè ha. À, nhưng mà tới đây á, thì nó có chậu hết trơn rồi. Mấy cái chậu này về cô chú anh chị mình khoan hả cắt ha. Mình để mình nuôi cái cây mình ổn đi. Cho nó đâu ra đó đi mình hả cắt. Cắt sớm quá nó có thể nó bị chạy lũa nha cô chú anh chị. Đó, tàn mịn đẹp ha, tàn đều đẹp. Đế đẹp nha cô chú anh chị. Đế đẹp, nó chỉ có cọng này bị lũa thôi, còn nhiêu là ok hết ha. Đó, cây nãy số 6 ha, cây này số 7 ha, hình như bị nhảy hết số rồi cô chú anh chị ơi. Thì cô chú anh chị mình cứ theo cái số trên cái em ghi trên cái bầu thôi ha cô chú anh chị, mình cứ theo số trên bầu thôi, tặng em biết đường em tìm thôi. 29 hoành ha, 29 hoành. Thì cô chú anh chị nào muốn chắc ăn á, thì chụp hình gửi Zalo em ha. Chiều cao là 59, đường kính cái bầu này là 33 ha, tàn ngang là 55 nha cô chú anh chị. Cây này quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi, nó chỉ bị lũa nhẹ đường thôi, nó chỉ bị lũa cái đường này thôi ha, còn nhiêu là cây rất là ok. Ừ, có bông luôn nè nha cô chú anh chị, nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. Rồi cây mã số 7, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 cô chú anh chị ơi, em bao ship toàn quốc luôn ha. Vì lý do đóng khung cồn kềnh á, cỡ này chi phí nó vận chuyển cao với mà nó đi hơi chậm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị có vấn đề gì thì cũng thông cảm giúp em ha, góp ý giúp em. Rồi tiếp theo luôn, rồi tiếp theo cây cuối cùng luôn nha cô chú anh chị, mã số 8 nha. Đó, bị chạy hết số nha cô chú anh chị thông cảm ha. Thì cô chú anh chị nè cứ theo cái mã em kêu trên clip thôi. Số 8, một cây nhất trụ kình thiên ha. Đó, tàn đều đẹp nha cô chú anh chị, cây cực kỳ đẹp ha. Mấy cái lá này nè là em để cho nó giữ cái thân của mình nó không bị bể nha cô chú anh chị. Thì cái cây này em xin báo ha. Đó, đây là nó bị lũa nhánh này, lũa sành ha, không sao ha, bị lũa nhẹ cái cọng rễ này. Đó, cây ổn định nha, cây ok nha cô chú anh chị nè ha, bị lũa nhẹ cái chỗ này nè ha, lũa sành ha. Ở đây thì nó có một lỗ nhánh nè, cái nhánh nè, ở đây cũng có một lỗ nhánh nè, ở trên này ha, ba bo nha cô chú anh chị. Đó, đây đế rất đẹp ha, 35 hoành ngay vị trí này cô chú anh chị ơi. Đó, thước em đo cô chú anh chị mình xem kỹ ha, cao là 77, tàn ngang này là 60 cô chú anh chị ơi, đường kính cái bầu này là 40 nha. Một cây cực kỳ đẹp nha cô chú anh chị. Đó, nhưng nó bị hơi lỗi hơi nhẹ xíu ha, bị lũa nhưng mà lũa sành nha cô chú anh chị. Đó, lũa cứng nha chứ không phải lũa mục nha. Rồi, cây số 8 cũng là cây cuối cùng của clip ha. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.800.000, em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Đó, nguyệt quế lá xoắn bông chùm ha. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp em, số điện thoại là 036 3579057 nha. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị mình sức khỏe ha, và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những clip tiếp theo nha cô chú anh chị.